chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một chiếc súp điện của Yamaha. Con này là mã IST SW005. Có chế độ tự ngắt anh em nhé, có nghĩa là khi mình không sử dụng ấy thì nó tự ngắt, nó chuyển cái đèn này về màu đỏ. Nếu mà khoảng 5 phút mà không thấy tín hiệu vào là nó tự ngắt anh em nhé. Đấy, con này nó về ngoại hình thì còn rất là đẹp luôn, vuông đét luôn. Hậu sâu anh em nhé, đây nhìn cái súp như kiểu hình vuông luôn anh em nhé. Hậu sâu nên súp nó đánh rất là phê luôn. Trầm tuy là chỉ có 16 thôi, nó đánh rất là mạnh. Riêng đặc trưng của Yamaha là như vậy, súp Yamaha đánh rất là phê luôn. Em vẫn đang test nhạc anh em nhé, anh em vui lòng đeo tai nghe để mình có thể cảm nhận được âm trầm tốt nhất có thể. Hoặc anh em mở các bộ dàn âm thanh lên để mình có thể cảm nhận được. Mở to lên là các cái đồ đạc quanh nhà với các cửa kính sẽ rung anh em nhé. Đấy, mở to lên anh em nhìn cái màng bát nó rung cho mình dễ cảm nhận này. Đặc trưng của lo súp là vậy, khi mà nó rung thì là đồ đạc loanh quanh là nó sẽ rung và tạo thành tiếng rè rè tè tè xung quanh nhá. Nhưng mà khi mà mình mở cùng với nhạc ấy thì cái tiếng nhạc nó sẽ át những cái tiếng mà tè 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 rung quanh nhà. Thì khi anh em mà test súp thì anh em cho lẫn tiếng nhạc vào để nó sẽ át được những cái tiếng tè 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 quanh nhà đi. Nếu mà nghe nguyên cái súp không thì sẽ rung rào rào quanh nhà. Đấy, con súp này thì nó có cắt tần đầy đủ. Đây là chỉnh to nhỏ anh em nhé. Cái nút này cắt tần này, nông và sâu này, gạt xuống bên dưới thì nó để sâu thăm thẳm này. Cho lên trên thì nó lẫn cả một tí giải cao hơn một chút anh em nhé. Đây, nút này. Còn đây là nút đảo pha và tự động. Cái này mình không cần dùng đến, mình cứ để im đây thôi. Đấy, anh em còn cái nút bên này thì anh em có thể chỉnh tùy theo ý của mình nhé. Nó có hai cái đường vào đây. Mình vào một đường hay hai đường được, chơi mono hoặc stereo đều được anh em nhé. Hoặc là chơi cả hai đường luôn cũng càng tốt. Cái đường hai input này thì giờ ít người sử dụng nó này. Đấy. Không cần sử dụng đến. Thường mình chỉ sử dụng cái đường này thôi. Để cắm được thẳng đường tín hiệu từ pre-out trên các cục âm ly hoặc là trên các cục dàn vào luôn. Con này sử dụng tốt cho các cái dàn chung hoặc là các cái anh em có thể karaoke được, nhưng phòng 20m² anh em nhé. Phòng rộng hơn nó sẽ hơi bị loãng. Còn con này nếu mà dùng cái dàn mini thì sẽ hơi nhiều súp, vì dàn mini tiếng nó nhỏ. Con này nếu dùng dàn mini là hơi nhiều súp anh em nhé. Anh em dùng cái dàn chung là vừa tầm nhất. Hoặc anh em là thích bát bạo lực thì anh em lấy con này cho phối với dàn mini đánh cho nhiều trầm. Công suất tiêu thụ điện của nó là 32W điện, còn điện Nhật 100V anh em nhé. Con này là khách thanh lý thì hiện tại em đã kiểm tra bên trong của nó, lõi liếc của nó linh kiện là nguyên bản hết, chỉ có cái dây này bị đứt này. Dây bị đứt này khách đấu cái fix về cho anh em rồi. Đấy. Cái này thì được xử lý cứng rồi anh em nhé. Đấy. Sơn một lớp sơn đen vào đây cứng rồi, đổ keo voi sơn đen vào đây cho cứng anh em rồi nhé. Đấy, về chỉ việc sử dụng, yên tâm sử dụng nhé. Đấy. Không lo nó bở bột gì cả, về chỉ việc sử dụng thôi. Hậu rất là sâu, một chiếc súp mà họ rất là sâu luôn. Củ bên trong của nó là bọn Yamaha bao giờ từ kép hết anh em nhé, từ kép bọc thép. Lưới không bục rách gì cả, lưới rất là đẹp nhé, đằng trước rất là đẹp luôn. Đây em đo kích thước để anh em liệu nhét vào cái gầm kệ của nhà anh em. Chiều ngang là 20, chiều sâu là 37, càng đúng nút. Chiều cao cũng tầm 36,6, cao 36,6. Con này nếu mà bình thường thì vào tầm khoảng 2,2 triệu anh em nhé. Giá bình thường tầm 2,2 triệu. Đấy là nếu mà hàng bãi em lấy về mà đẹp thì là 2,2 triệu nhé. Con này khách thanh lý 1,5 triệu anh em nhé. Thanh lý hộ khách thôi 1,5 triệu, anh em vui lòng không mặc cả. Đấy. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965 74
8574. Em có nhận ship hàng toàn quốc bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo Facebook của em là Đức Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Đây để em tháo củ cho anh em nhé. Quên quên. Tháo nốt củ cho anh em nhìn. Gân của nó là gân zin nhá anh em nhé. Đấy, gân zin. Đấy, gân gân cao su zin của nó luôn. Ốc cũng vàng chóe luôn. Thùng vách cơ bản là rất là vuông vuông vắn và đẹp đấy, anh em nhìn cái re nó rất là vuông và đẹp anh em nhé. Ốc ốc bảy màu luôn. Củ anh em nhé, từ kép hết nhé. Đây Yamaha đấy, gấu cho anh em luôn. Rồi ok, chào anh em nhé.